Em xin kính chào toàn thể quý vị và chào các bạn nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục có cái bảng giá sắt thép và vật liệu xây dựng mới nhất của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em trong ngày hôm nay 20 tháng 3 năm 2022. Thì lâu rồi chưa ra video để phục vụ giá cả sắt thép và nguyên vật liệu cho các bác, để các bác nắm được xem là tình hình giá cả nó lên hay nó xuống nhá. Đầu video thì em gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các bác khách hàng và các bác quan tâm đến kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Một lời chúc chân thành nhất, chúc các bác thật là nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Thì nếu như mà các bác xem video mà thấy hay thì rất mong các bác ấn đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của em và cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em. Và đồng thời đầu video em cũng xin nhắc nhở luôn, đó là có bác nào mà muốn nắm bắt được cái giá cả cụ thể thì các bác có thể nên gọi điện thoại trực tiếp để nắm bắt được cái giá cả cụ thể và tình hình nó lên hay nó xuống. Còn hôm nay thì không để các bác phải chờ đợi đâu, em gửi tới các bác cái bảng giá sắt thép Hòa Phát của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em trong ngày hôm nay 20 tháng 3 năm 2022. Cái phi 6 trơn trong ngày hôm nay thì đang có giá là đi 17.000 đồng trên 1 kg. Tắt nhạc đi. Phi 8 gai có giá là 17.050 đồng trên 1 kg. Phi 10 6,2 kg một cây, hàng dân dụng có giá là 106.000. Phi 10 7,2 kg một cây, hàng công trình có giá là 123.000. Phi 12 hàng CB3 9 cân 9 có giá là đi 170.000. Phi 14 hàng CB3 trọng lượng là 13,55 kg trên một cây, có giá là đi 230.000. Phi 16 trọng lượng là 17,2 kg trên một cây, có giá là 293.000. Phi 18 hàng CB3 trọng lượng là đi 22,45 kg trên một cây, có giá là đi 383.000. Phi 20 hàng CB3 trọng lượng là 27,7 kg trên một cây, có giá là 474.000. Phi 22 33,5 kg một cây, hàng CB3 có giá là 572.000. Phi 25 45 kg trên một cây, hàng CB3 có giá là 740.000. Đây là hôm nay cái bảng giá sắt thép Hòa Phát mới nhất của cửa hàng nhà em, từ phi 6 đến phi 25, thì mời các bác xem và thông tin về giá cả. Nếu như các bác mà thấy cái bảng giá nhà em nó cao nó thấp thì rất mong các bác là bình luận góp ý cho em ở bên dưới. Còn đâu nếu như mà các bác nào mà là khách hàng thân quen của cửa hàng nhà em mà muốn mua hàng và lấy hàng nhà em thì các bác có thể điện thoại liên hệ trực tiếp với lại em để nắm bắt được cái giá cả chi tiết nhất và cụ thể nhất và thực tế nhất. Còn đâu cái rất mong các bác là mình xem video thì nhớ là đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo để cập nhật xem video mỗi ngày để nắm bắt được cái giá cả nó lên hay nó xuống. Còn cái nguyên vật liệu của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em thì cái đầu tiên sẽ là cái gạch nọ vồng thì đang có giá là đi 1.300 đồng trên một viên đối với lại gạch nọ vồng, lại gạch A1. Còn gạch 3 chấm thì đang có giá là đi 1.150 đồng trên một viên. Đấy là gạch 3 chấm loại A1. Còn đâu cái nguyên vật liệu thì cái cát đen, cát trung hà thì đang có giá là đi 270.000 đồng trên 1 mét khối. Cát vàng thì có giá là đi 570.000 đồng trên 1 khối. Cát nền thì có giá là đi 240.000 đồng trên 1 khối. Còn cái đá 12 thì có giá là đi 380.000 đồng trên 1 khối. Và đá 22 thì có giá là đi 400.000 đồng trên 1 khối. Thì đây là toàn bộ cái bảng giá sắt thép Hòa Phát từ phi 6 đến phi 25 và tất cả các loại giá của nguyên vật liệu. Nếu như mà các bác muốn nắm bắt được tình hình giá cả nó lên hay nó xuống theo ngày thì các bác có thể đăng ký kênh. Cứ 8 giờ sáng ngày thì em sẽ đao giá lên cho các bác tham khảo.
Hôm nay em xin được kết thúc video tại đây. Xin kính chúc các bác thật là nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé.